Em nghe nói là sử dụng dạo cổ lam lâu dài thì sẽ gây hại thận, xin hỏi là thông tin này có chính xác hay không ạ? Chào bạn, theo Wikipedia thì dạo cổ lam là một trong những loại thảo dược quý và được rất là nhiều những quốc gia ở châu Á sử dụng như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cũng theo tài liệu trên thì tại Nhật Bản thì cây dạo cổ lam còn được gọi là cây cỏ trường sinh, bởi vì người ta nhận thấy rằng người dân ở khu vực sử dụng dạo cổ lam thì thường có tuổi thọ rất là cao. Và đặc biệt là ở Việt Nam thì ở một số vùng núi đá vôi thuộc tỉnh Hòa Bình thì có trữ lượng cây dạo cổ lam năm lá rất là nhiều, loại dạo cổ lam được sử dụng tại Nhật Bản. Vì vậy thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng dạo cổ lam lâu dài. Qua những nghiên cứu trên thì có thể khẳng định rằng dạo cổ lam không gây độc đến sức khỏe và dạo cổ lam không gây hại thận, mà ngược lại nó còn tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng loại thảo dược này lâu dài. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.